Phần tìm hiểu chung về văn bản hành chính. Một La Mã, thế nào là văn bản hành chính? 1. Đọc các văn bản sau. Văn bản 1. Phần bên trái. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Xuống hàng. Phòng giáo dục, đào tạo quận Cầu Giấy. Xuống hàng. Số, chấm chấm, gạch sổ, TB. Phần bên phải. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuống hàng. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Xuống hàng. Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2003. Xuống hàng. Ở giữa trang. Thông báo. Xuống hàng. Của Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Dịch vọng. Xuống hàng. Vẫn ở phần nửa trang. Về kế hoạch trồng cây. Xuống hàng. Bắt đầu từ đầu hàng. Để hưởng ứng phong trào vì một môi trường xanh, sạch, đẹp, Ban giám hiệu nhà trường phát động buổi trồng cây quanh sân trường. Kế hoạch trồng cây như sau. Xuống hàng. 1. Thời gian. 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2003. Xuống hàng. 2. Số lượng và chủng loại. Mỗi lớp trồng 5 cây, loại cây phượng vĩ, cây bàng hoặc sa cư. Xuống hàng. 3. Phương thức chăm sóc. Các lớp có kế hoạch bảo vệ và chăm sóc cây do lớp mình trồng. Xuống hàng. Ban giám hiệu thông báo kế hoạch này để toàn trường được biết và chuẩn bị tốt cho ngày hội trồng cây của nhà trường. Xuống hàng. Phía tay phải. Hiệu trưởng. Xuống hàng. Mở ngoặc đơn. Ký và ghi rõ họ tên. Đóng ngoặc đơn. Xuống hàng. Sát lề trái là nơi nhận. Xuống hàng. Gạch đầu dòng. Các giáo viên chủ nhiệm. Xuống hàng. Gạch đầu dòng thứ hai. Các lớp. Xuống hàng. Gạch đầu dòng thứ ba. Lưu văn phòng. Văn bản 2. Phần giữa trang. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuống hàng. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Xuống hàng. Phần tay phải. Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003. Xuống hàng. Phần giữa trang. Giấy đề nghị. Xuống hàng. Bắt đầu từ lề trái. Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 7A, trường Trung học Cơ sở Kim Đồng. Xuống hàng. Vẫn bắt đầu từ lề trái. Tập thể lớp 7A chúng em xin trình bày với cô giáo một sự việc như sau. Theo thời khóa biểu của nhà trường, chiều nay, thứ Năm, ngày 20 tháng 3 năm 2003, lớp 7A có giờ sinh hoạt tập thể. Nhưng vì bạn Nam bị ốm, phải vào nằm viện, nên chúng em xin đề nghị với cô giáo cho chuyển buổi sinh hoạt này sang chiều mai, thứ Sáu, ngày 21 tháng 3. Để lớp có thể tới thăm và động viên bạn Nam được kịp thời. Xuống hàng. Phía tay phải. Thay mặt lớp 7A. Xuống hàng. Vẫn phía tay phải. Lớp trưởng. Xuống hàng. Mở ngoặc đơn. Ký và ghi rõ họ tên. Đóng ngoặc đơn. Văn bản 3. Phần giữa trang. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuống hàng. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Xuống hàng. Phía bên phải. Thanh Hóa, ngày 5 tháng 12 năm 2003. Xuống hàng. Phần giữa trang. Báo cáo. Xuống hàng. Vẫn phần giữa trang. Về kết quả hoạt động hưởng ứng phong trào vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Xuống hàng. Bắt đầu từ lề trái. Kính gửi Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Đông Thanh. Xuống hàng. Vẫn bắt đầu từ lề trái. Hưởng ứng đợt thi đua vì một môi trường xanh, sạch đẹp do nhà trường phát động, trong thời gian vừa qua, lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là 2 chấm xuống hàng. Vẫn lề trái. Một nhỏ. Về vệ sinh. Đã tổ chức mỗi tuần một buổi lao động tập thể để quét dọn khu vực quanh lớp và sân trường.
Thực hiện nghiêm túc việc thu gom các loại rác vào đúng nơi quy định. Xuống hàng, vẫn lề trái. Hai nhỏ. Về việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đã tổ chức trồng được 100 cây các loại, bao gồm 50 cây bạch đàn, 40 cây xà cừ và 10 cây phượng vĩ, ở khu vực được ban giám hiệu nhà trường phân công, không bẻ cành, hái lá hoặc ngắt hoa nơi công cộng. Xuống hàng, vẫn lề trái. Ba nhỏ, về trang trí, đã tổ chức quét vôi lại các bức tường quanh lớp, kẻ lại các khẩu hiệu và bảng nội quy nhà trường. Xuống hàng, vẫn bắt đầu từ lề trái. Kết quả cuối đợt, lớp đã bầu được 5 bạn tiêu biểu, đề nghị nhà trường biểu dương, khen thưởng. Xuống hàng, phía tay phải, thay mặt lớp 7B. Xuống hàng, vẫn phía tay phải, lớp trưởng. Xuống hàng, mở ngoặc đơn, ký và ghi rõ họ tên, đóng ngoặc đơn. 2. Trả lời các câu hỏi sau. A. Khi nào thì người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo? B. Mỗi văn bản nhằm mục đích gì? C. Ba văn bản ấy có gì giống nhau và khác nhau? Hình thức trình bày của ba văn bản này có gì khác với các văn bản truyện và thơ mà em đã học? D. Em còn thấy loại văn bản nào tương tự như ba văn bản trên không? 3. Ba văn bản nêu trên, người ta gọi là văn bản hành chính hoặc văn bản hành chính công vụ. Từ việc trả lời các câu hỏi trên, em hãy rút ra đặc điểm của văn bản hành chính, mục đích, nội dung, hình thức trình bày. Phần ghi nhớ, văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết. Loại văn bản này thường được trình bày theo một số mục nhất định, gọi là mẫu, trong đó nhất thiết phải ghi rõ quốc hiệu và tiêu ngữ, địa điểm làm văn bản và ngày tháng, họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản, họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản. Nội dung thông báo, đề nghị, báo cáo, ký tên người gửi văn bản. Hai la mã, luyện tập. Trong các tình huống sau đây, tình huống nào người ta sẽ phải viết loại văn bản hành chính? Hãy nêu tên mỗi loại văn bản ứng với mỗi trường hợp đó là gì? 1. Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người biết sự kiện ấy. 2. Thầy hiệu trưởng hoặc thầy cô giáo chủ nhiệm cần biết tình hình của lớp em trong tháng qua. 3. Có một sự việc làm em hết sức xúc động, muốn ghi lại những cảm xúc đó. 4. Hôm qua đi học về, chẳng may gặp mưa. Hôm nay em bị sốt, không thể đến lớp được. 5. Có một địa danh rất nổi tiếng ở gần trường. Cả lớp đều muốn thầy cô giáo chủ nhiệm tổ chức đi tham quan. 6. Bị ốm, không đi tham quan được. Bạn em rất muốn biết về buổi tham quan ấy.